Take a trip to my Chào các bạn, với những sản phẩm Sky LG sách tay đến từ Hàn Quốc, di động thông minh luôn tự hào là hệ thống phân phối số 1. D-Channel thường xuyên cập nhật những video độc hộp siêu phẩm mới nhất, so sánh đánh giá chi tiết với những smartphone trong cùng phân khúc hay những video trang bị kiến thức chọn mua hàng sách tay chuẩn, đầy bổ ích cho các bạn. Hơn cả, đội ngũ đi team năng động luôn cho ra những bản room Việt hóa, phích lỗi ổn định nhất cho những sản phẩm mới này. Vì vậy, các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi di động thông minh, từ khâu đi chọn mua máy đến hỗ trợ cài đặt sau khi mua hàng. Và trong series video về fablet đáng mua nhất thời điểm hiện tại, Sky A880, D-Channel sẽ gửi tới các bạn video cuối cùng về sản phẩm này, đó chính là giới thiệu bản room phích lỗi Việt hóa hoàn chỉnh do chính các thành viên đi team cúc. Mời các bạn cùng theo dõi. Có lẽ bạn nào đã từng mua hàng sách tay, đặc biệt là những sản phẩm đến từ Hàn Quốc, về cấu hình, tính năng thì không thể chê bất kỳ điều gì cả. Tuy nhiên, điều tạo nên trở ngại lớn nhất đó chính là bản room gốc có khá nhiều hạn chế, khiến chúng ta khó khăn khi sử dụng hay cản trở việc trải nghiệm những tính năng hay và mới. Và hãy cùng mình điểm qua những điều bất tiện đó. Thứ nhất là về rào cản ngôn ngữ. Đầu tiên có lẽ không cần nói chúng ta cũng có thể nhận ra ngay khi cầm một smartphone đến từ Hàn Quốc, đó chính là rào cản ngôn ngữ khi mà các bạn thấy chi chít những tiếng Hàn. Từ tên các ứng dụng đến các thông báo, thanh trạng thái, tùy chọn cài đặt mà chẳng ai hiểu đó là gì cả. Tất nhiên bản thân máy cũng đã hỗ trợ thêm cả tiếng Anh, nhưng mình nghĩ cũng chẳng khác gì đánh đố khi mà đại bộ phận người dùng đã quen dùng những thiết bị bình dân đã có sẵn tiếng Việt và tính quốc tế hóa. Chỉ cần lắp SIM vào là dùng thôi. Mình nghĩ đây chính là hạn chế đầu tiên và cũng là hạn chế lớn nhất. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu chính là việc tạo thêm một gói ngôn ngữ tiếng Việt cho phần lớn người dùng có thể hiểu và sử dụng dễ dàng. Với bản room này của D-Team, gói ngôn ngữ tiếng Việt đã được tích hợp sẵn khi các bạn khởi động máy lên. Một giao diện tiếng Việt từ các ứng dụng quen thuộc cho đến những cài đặt chuyên sâu. Điều khác biệt ở đây đó chính là việc bản room đã được Việt hóa rất kỹ càng mà không hề xảy ra lỗi ứng dụng dừng đột ngột, một điều rất hay xảy ra với những bản room cúc. Một điểm đặc biệt nữa đó là rất nhiều ứng dụng hay trong bản room gốc lẽ ra phải được giữ lại và Việt hóa để người sử dụng có thể trải nghiệm những tính năng hay, nhưng khá nhiều bản room lại gỡ bỏ chúng đi rất đáng tiếc. Vấn đề thứ hai hay gặp phải đối với máy Hàn Quốc đó là việc nhắn tin SMS do sản xuất riêng cho thị trường nội địa, khác hẳn với bộ ký tự chữ cái Latin của Việt Nam, nên khi các bạn dùng chỉ nhắn tin được tối đa 80 ký tự mà thôi. Vượt qua nó sẽ tự chuyển sang tin nhắn đa phương tiện MMS và các bạn sẽ không thể gửi được. Đây sẽ không phải là vấn đề lớn với những bạn trẻ thường xuyên sử dụng Viber hay Zalo, nhưng sẽ khá là bất tiện với những ai buộc phải sử dụng chính tin nhắn gốc với những tin nhắn SMS truyền thống. Một vấn đề nữa xảy ra đó là khi các bạn nhắn tin có dấu trên bản room gốc sẽ gây tình trạng lúc gửi được lúc không, rất là bất tiện. Và với bản room đã cúc trên A880, D-Team đã sửa và khắc phục những hạn chế đó khi các bạn có thể nhắn tin SMS 160 ký tự bình thường và cả nhắn tin có dấu cũng thoải mái, không vấn đề gì cả. Sau mình nghĩ hiện nay các bạn có thể dùng thêm những công cụ tin nhắn rất mạnh mẽ như Zalo, Viber hay WhatsApp. Không chỉ đơn thuần gửi text mà các bạn có thể gửi cả hình ảnh, audio rất tiện lợi. Hơn thế nữa, nó hoàn toàn miễn phí. Thứ ba, trên nền room gốc có khá nhiều ứng dụng Hàn Quốc. Đây là những phần mềm cực kỳ tiện ích tại Hàn khi mà mạng 4G đã được phổ cập. Tuy nhiên tại Việt Nam thì lại không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, việc để những ứng dụng Hàn này trên màn hình thứ nhất gây rối mắt và thứ hai gây tiêu tốn tài nguyên hệ thống bởi sẽ có nhiều dịch vụ chạy ẩn không dùng được. Trên bản room này, D-Team đã gỡ bỏ tất cả những ứng dụng không cần thiết đó và chỉ những ứng dụng không hoạt động được. Chính vì vậy không gây lỗi dừng đột ngột khi nhiều bản room đã can thiệp xóa nhầm vào một số file hệ thống gây ra lỗi. Các bạn có thấy màn hình của A880 sau khi cài room fix lỗi thoáng và dễ nhìn hơn bản room gốc rất nhiều. Ngoài ra những vấn đề kết nối khác mà các bạn cũng đặc biệt quan tâm. Đầu tiên đó là vấn đề nghe gọi hoàn toàn ổn định, chất lượng đàm thoại tốt, không bị ngắt sóng giữa chừng. Tốc độ 3G ổn định, truy cập trang web rất nhanh. Điểm khác biệt những bản room cúc của D-Team trên A880 nói riêng hay những sản phẩm khác nói chung, trước khi được tiến hành cài đặt rộng rãi cho khách thì đều được các kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng và đối chiếu với bảng test case từng chức năng được đặt ra cực kỳ khắt khe. Khi đạt hoàn toàn những tiêu chí đó thì mới được duyệt là bản room ổn định và cho phép cài đặt. Những bản room của D-Team được hỗ trợ cập nhật thường xuyên, những lỗi phản hồi của khách hàng gặp phải sau khi sử dụng một thời gian đều được ghi chú và cập nhật những bản vá lỗi và hỗ trợ khách hàng chọn đời máy tại di động thông minh. Khác biệt ở đây đó là việc cài cho khách hàng bản room ổn định để sử dụng lâu dài, chứ không phải là việc thử nghiệm độ ổn định của bản room trên những máy đó. Đây chính là điểm khác biệt tạo nên hệ thống di động thông minh. Quay trở lại với chiếc A880, ngoài những hạn chế lớn nhất về ngôn ngữ, nhắn tin SMS hay ứng dụng Hàn đã được loại bỏ, trong bản room này cũng đã fix tất cả các lỗi cơ bản hay gặp nhất, đó là lỗi hiển thị đầu số cộng 84 trong danh bạ cũng như tin nhắn, fix lỗi phông chữ, lỗi khởi động lại về tiếng Hàn hay từng chi tiết nhỏ như fog glow khi thêm sự kiện trong lịch. Như vậy, với bản room mới này sau khi cài đặt, các bạn có thể sử dụng hoàn toàn ổn định và tương thích tại Việt Nam. Bản room fix lỗi dành riêng cho A880 của D-Team với những điểm nổi bật đó là Việt hóa tới 99%. Bản room được cúc trên nền gốc, không can thiệp thay đổi quá sâu về hệ thống gây mất ổn định. Giao diện các bạn dùng cũng chính là giao diện gốc của máy, ổn định và rất mượt mà. Và để kiểm chứng bằng thực tế,
mình sẽ cho các bạn cùng so sánh điểm số benchmark của hai thiết bị A880, một chiếc chạy rung gốc và một chiếc đã chạy rung cúc tối ưu phích lỗi của D-Team để các bạn thấy rõ sự khác biệt. Cuối cùng, sau series những video giới thiệu đánh giá chi tiết, hướng dẫn chọn mua và giới thiệu bản room cho chiếc A880 này của DJN, mình hy vọng các bạn sẽ chọn được cho mình một pha blend ưng ý nhất và hãy cùng qua 119 Thế Thịnh cũng như 208 Xã Đàn của Dương Thông Minh để được trải nghiệm những siêu phẩm sách tay mới nhất đến từ Hàn Quốc. Xin cảm ơn các bạn.